Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và khỏi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, Tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho các thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ liên hải biên tập bình minh thời gian ngày 29 tháng 8 năm 2011 Địa điểm Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Hồng Cân tập 564 Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học Mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải Trang 740 Hàng thứ hai từ dưới đếm lên Bắt đầu xem từ đoạn kinh văn này Kỳ đệ thập nhị Phật Danh vô thượng hoa Bỉ hữu vô số Chư Bồ Tát chúng Giai bất thoái chuyện Trí tuệ dũng mạnh Dĩ tằng cúng dường vô lượng chư Phật Cụ đại tinh tấn Phá khu nhất thừa Ư thức nhật trung Tức năng nhiếp thụ Bắc thiên ức Đại sĩ sở tu Kiên cố chi pháp Tư đẳng Bồ Tát Giai đường giảng sanh Kỳ đệ thập tam Phật Danh giết vô ủy Bị hữu thất bách cửu thập Ước đại Bồ Tát chúng Chư tiểu Bồ Tát Cập tỳ kheo đẳng Bất khả sừng kỵ Giai đường giảng sanh Thập phương thế giới Chư Phật danh hiệu Cập Bồ Tát chúng Đương giảng sanh giả Đảng thuyết kỳ danh Cùng Ký bất tận Đoán này chúng ta xem chú giải của niệm lòng đoạn gian trứ trích từ bản Ngụy dịch bản dịch của Khương Tăng Khải nếu tham khảo bản Đường dịch tức câu thứ nhất ở đây kỳ đệ thập nhị phật tương ứng với cõi phật thứ mười hai theo ví dụ trước đây đều là giảng cõi nước phật trong mười phương ở đây phật thứ mười hai cũng tương ứng với ý nghĩa của cõi phật Đức Phật thứ 12 tên là Vô Thượng Hoa Ví dụ Ngụy Dịch Phật thứ hai tên là Bảo Tạng Bán đường dịch Tức là Phật Quốc Bảo Tạng Phật Quốc chính là cõi nước Cho đến cõi Phật thứ 12 hiển thị đức bồ tát giảng sanh cũng nêu ra tức là nêu ra mà nói kiên cố chi pháp là pháp không thối chuyển vậy Giới thiệu Bồ Tát nơi đó tu Pháp vững chắc Đại sĩ Là danh xưng của Pháp thân Bồ Tát Giống như chúng ta xưng Quán Thế Âm Bồ Tát Xưng là quan Âm Đại sĩ Di Lạc Đại sĩ Văn Thù Phổ Hiền Đại sĩ Đây đều là đẳng giác Bồ Tát Cấp bậc thấp nhất là Duyên giáo sơ trụ Bồ Tát Trong kinh Hoa Nghiêm thường xưng là 41 vị Pháp thân đại sĩ Cho nên Phật Bồ Tát trong 10 Pháp giới Đều không thể xưng là đại sĩ Đại sĩ nhất định là minh tâm chiến tánh Chiến tánh thành Phật Mới có thể xưng là đại sĩ Họ đích thực Duyên chứng Tam bất thoại Cho nên xưng lạ Pháp kiến cô không thoái chuyển Những vị đại Bồ Tát Đều phát nguyện Giáng sanh thế giới cực lạc Cho đến bất thoái bồ tát cũng giáng sanh cực lạc nghĩa đó là gì vì sao họ phải giáng sanh họ không giáng sanh cũng có thể thành phật vì sao nhất định phải đến thế giới cực lạc như trong đại luận đại trí đồ luận giả thiết một đoạn dân đáp hỏi rằng bồ tát pháp thân độ chúng sanh nhờ gì mà chỉ đến trong thế giới phật thanh tịnh vô lượng thọ vì sao họ đến thế giới cực lạc đáp rằng bồ tát có hai hạng một là có tâm từ bi luôn vì chúng sanh Họ tạm thời không đến thế giới cực lạ Trong lục đạo thập pháp giới Giúp đỡ chúng sanh Giúp đỡ chúng sanh có hai sự gì Giúp đỡ kẻ sơ học Là giúp họ đoạn nghi sanh tính Giúp đỡ người tu hành Đã có cơ sở rất tốt Đó chính là mục tiêu thứ hai Giúp đỡ họ phá mê khai ngộ Mà phương tiện phá mê khai ngộ Thù thắng vô cùng Không gì bằng giảng sanh tịnh độ phàm phu trong kinh thường nói đại tâm phàm phu tin tưởng đại thừa tu học đại thừa phát tâm cầu sanh thị giới cực lạ đó gọi là đại tâm phàm phu Họ trong đời này có thể thành tựu Sanh đến thế giới đền, cực lạ Chúng ta biết được à, Những là, người này sanh về đâu Chính Kỳ thực chúng ta đều đền, thuộc hạ người này Sanh đến thế giới đền, cực lạ Cõi phàm thánh đồng cư Thân, thân phận là, đền, là gì đền, Vẫn là thân, đền, thân đền, phận đền, con người đền, 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 thế giới cực lạc có nhân thiên chúng ta đến bên đó là thân phận con người người có trình độ đạo đức cao là thân phận thiên nhân nhưng sanh đến thế giới cực lạc liền đạt được bổ nguyện oai thần của phật a di đà gia trị Đều làm A Duy Việt Trị Bồ Tát Nói cách khác Tuy là thân phận thiên nhân Trong cõi đồng cư Đến thế giới cực lạc Đạt được lợi ích thù thắng Trí tuệ Đạo lực thần thông phước đức bình đẳng với pháp thân bồ tát điều này không thể nghĩ bạn đây là điều trong mười phương thế giới không có vì sao ở thế giới cực lạc có Ở thế giới cực lạc Phật A-di-đà Trong nhân địa Phát 48 nguyện Năm kiếp tu hành 48 nguyện 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 đều viên mạng Cho nên là Thành tựu bổ nguyện công đức oai thần của Di-đà giá trị như vậy mà được đây là điều mà thế giới phương khá không có thế giới này thể hiện sự thù thắng vô tỷ đây là điều không phải bồ tát không biết bồ tát biết sự việc này cho nên Bồ Tát có hai lựa chọn Người nhiều từ bi Thì độ chúng sanh trước Giống như Bồ Tát Địa Tạng Đã làm gương Địa ngục bất không thể không thành Phật Độ chúng sanh trước Sau đó mới suy nghĩ đến bản thân Thậm chí hoàn toàn không suy nghĩ Hàng thứ hai Tập trung công đức của chư Phật Nhạo đa tập chư Phật công đức giả Chỉ nhất thừa thanh tịnh vô lượng thọ thế giới Hiểu đa di chúng sanh giả Chi vô Phật Pháp chúng sư Đây là hàng thứ hai Họ thích tích nhiều công đức của chư Phật vì sao vậy tương lai độ chúng sanh trong mười phương thế giới có thể độ được triệt để có thể độ được rụt rau dường như đi học ở trong trường học vậy sớm từ bi nhiều họ không tốt nghiệp liền đi ra dạy học Đương nhiên có lúc cũng lực bất tòng tâm Vì sao vậy? Bản thân chưa chứng đắc viên mạng Một loại khác Họ không phải không có tâm từ bi Tôi phải chứng đắc Phật quả viên mạng rốt ráo Tôi lại đi độ chúng sanh Lúc độ chúng sanh tất cả vô ngại có thể nói là hai hạ người này bổn nguyện có sai biệt nhạo đa tập chư phật công đức chữ nhạo này chính là quan hỷ yêu thích đa tập chư phật công đức đó là không nơi nào hơn thế giới cực lạc cho nên họ liền đến nhất thừa thanh tịnh thế giới vô lượng thọ chính là thế giới cực lạc họ sẽ chọn nơi này nơi này thật sự mọi thứ đều tốt trong kim giang nói với chúng ta phàm sanh đến thế giới cực lạc gọi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh đều không ngoại lệ Họ mỗi ngày Có thể đi Tham diễn Tất cả quốc độ chư Phật Trong mười phương Thơ gọi là Vô lượng vô biên Đi tham diễn như thế nào Họ phân thân để đi tham diễn Hóa thân để đi tham diễn Đầu tiên lễ kính cúng Phật Tu Phước Quý vị xem Một ngày họ tu Phước Báo lớn biết bao Phước Báo cúng dường một vị Phật Đã không thể nghĩ bàn rồi Họ mỗi ngày có thể cúng dường Tất cả chư Phật mười phương Ngày ngày tu cúng dường Tu Phước này Ngoài tu Phước ra Nghe Phật giảng kinh dạy học tu huệ cho nên đến thế giới tây phương cực lạc phước huệ rất nhanh có thể nói liền viên mãn đây là thế giới phương khác không có những chuyện này nếu như có thế tôn nhất định sẽ nói cho chúng ta mà Thế Tôn chỉ nói thế giới Tây Phương cực lạc của Phật a di Đà. Điểm này chúng ta phải đặc biệt lưu ý Hai câu dưới đây Đều được nhắc đến trong đại luận Hiếu đa dị chúng sanh giả Hiếu là yêu thích Yêu thích vì chúng sanh nhiều hơn Chúng sanh khổ quá rồi Chúng ta toàn tâm toàn lực để giúp đỡ họ Hàng Bồ Tát này liền đến các nơi Không có Phật Pháp Thế giới này không có Phật Pháp không có tàm bảo Họ đến nơi này Tâm từ bi rất lớn Lại luận chú viết Những vị Bồ Tát Chưa chứng tịnh tâm Bồ Tát chưa chứng đắc đến tâm thanh tịnh. Sơ địa đã lên thất địa Đã trở lại chư Bồ Tát vậy Đây là nói về Biệt giáo sơ địa của biệt giáo là sơ trụ của diên giáo diên giáo sơ trụ đến bồ tát thất trụ đây cũng đều là kiến tăng Nếu như xuống thêm một bậc Đó chính là thập tính dị Thông giáo Thiên thai thông giáo nói là Từ sơ địa Đến thất địa đó chính là chỗ này chúng ta nói đến sư tính, đến thực tính. Thật tính là a à, là hạ. Bồ Tát này cũng có thể hiện thân. Có thể hiện bao nhiêu thân hoặc một trăm Hoặc một ngàn Hoặc một dạng Hoặc một ức Hoặc trăm ngàn dạng ức Không có cõi Phật nào không đến làm Phật sự A-la-hán có thể làm được Hợp tính Bồ-Tát có thể làm được Nếu làm tâm nhập vào ta muội cho đến tâm không gì không làm tác tâm này chính là nhập định trong kinh địa tạng chúng ta thấy quan một nữ gặp a la hán thỉnh giáo với a la hán mẫu thân của cô ta Lúc tại thì tạo nghiệp bất thiện Hiện tại sẽ vào nơi nào? a la hán nhập định Nhập định Ngài mới có thể nhìn thấy Sau khi nhập định nói với cô ấy Thân mẫu của cô ấy đang ở trong địa ngục Ở nơi đó rất khổ Dạy quan một nữ niệm Phật siêu độ cho mẹ mình niệm đức thanh tịnh liên qua một như lai a à, la hán nếu không nhập định thì không nhìn thấy pháp thân Bồ Tát không như vậy pháp thân Bồ Tát không cần nhập định Công lực của họ cao Hành trụ tỏa ngọa đều ở trong đỉnh, Tâm họ không tán loạn Trong tâm họ không có tạp niệm Cho nên tác dụng của kiến tánh và không kiến tánh khác nhau rất lớn vì dùng tác tâm gọi là chưa đắc tịnh tâm tâm của họ không thanh tịnh nhất định phải nhập định không nhập định tâm của họ sẽ không thanh tịnh nhập định thì tâm thanh tịnh hiện tiền Vị Bồ Tát này nguyện sanh tịnh độ an lạc Tức gặp Phật A-di-đà Lúc gặp Phật A-di-đà Và chư Bồ Tát Ở Thượng Địa Rốt rau thân đẳng Pháp đẳng vị bồ tát này phát nguyện sanh Thị giới tây phương cực lạc họ đi liền gặp được a di đà phật lúc gặp a di đà phật và thượng địa tức là bồ tát trong quại thật bảo trang nghiêm của thế giới cực lạc và họ thân bình đẳng pháp bình đẳng điều này chúng ta đã biết không cần nói những vị Bồ Tát này đến thế giới cực lạc bình đẳng với pháp thân Bồ Tát Phàm phu đến thế giới cực lạc cũng bình đẳng với pháp thân Bồ Tát đây là di đà bổ nguyện giá trị nguyện thứ hai mươi trong bốn mươi tám nguyện nói Giáng sanh thế giới cực lạc là đều làm a à duy diệt trí bồ tát Thế giới cực lạc là, là pháp giới bình đẳng Chứng được A Duy Việc trí Bồ Tát Họ cũng sẽ đi Vì sao họ muốn đi Tức đoạn trước nói Thích tích tập nhiều công đức của chư Phật Mục đích mà họ muốn đi là ở đây Còn chưa chứng đắc Pháp Thân Chư Bồ Tát tiểu hạnh Định thế giới cực lạc Được nguyện thứ hai mươi của Phật A-di-đà Đều làm A-duy diệt trí Bồ Tát Họ được nguyện này giá trị Tức đều trở thành A-duy diệt trí Cho nên Gia Thượng Địa Thượng Địa là Cõi thật báo trang nghiêm Thân bình đẳng pháp bình đẳng với bồ tát thân đẳng dùng lời hiện tại chúng ta nói là hưởng thụ vật chất bình đẳng pháp đẳng đó là trí tuệ đạo lực thần thông cũng bình đẳng với pháp thân bồ tát Đoạn này nêu ra một ví dụ Giống như Bồ Tát Long Thọ Bồ Tát Bà Tẩu Bàn Đầu Nguyện sanh nước kia để làm như vậy Long Thọ là Bồ Tát Sơ Địa Có lẽ thuộc hàng Bồ Tát này Lại nói Bồ Tát ở nơi thất địa Đắc đại tịch diệt Đây đúng là vào cảnh giới rồi Trên không thấy chư Phật để cầu Dưới không thấy chúng sanh để độ Muốn xả Phật Đạo Chứng nơi thật đấy. Trong cảnh giới này Có ý niệm này không? Nếu như là thật Bồ Tát Sơ Địa sẽ không Cho nên ở chỗ này nhất định phải hiểu Tạng thông biệt viên duyên. duyên giáo nhất định sẽ không như vậy Duyên giáo trở xuống thì có thể Bồ tát Duyên giáo địa thượng tập khi vô thị vô minh chưa đoạn tận phân biệt gặp trưa và tập khí đều đoạn tận rồi nên chúng ta biết đây không phải là cảnh giới của viên giáo bởi vì trên không thấy chư Phật để cầu Dưới không thấy chúng sanh để đồ Họ muốn xả Phật Đạo Họ vẫn còn ý niệm này Vẫn còn khởi tâm đồng niệm Vậy chúng ta biết đây không phải là Bồ Tát viên Giáo Biệt giáo về trước Cảnh giới bên đẳng tánh hiện tiền Vô Phật vô chúng sanh Người tu hành đến cảnh giới này Họ liền muốn xả Phật Đạo Chứng nơi thực tế Thực tế chính là Niết Bàn Quyền tiểu bát Niết Bàn a la hán chứng là tiểu thừa Niết Bàn Bồ-Tát chứng là quyền giáo Niết Bàn Trong lúc quan trọng này Lúc đó Nếu không được mười phương chư Phật Thần lực gia trị liền vào diệt độ không khác gì với nhị thừa họ nhập diệt liền không khởi tác dụng nữa đây không phải là thật sự minh tâm kiến tánh Thật sự minh tâm kiên tánh gọi là Đại Bác Niết Bàn Cảnh giới họ nhập vào không phải là Đại Bác Niết Bàn Tương tự với Đại Bác Niết Bàn không phải là thật Vẫn là một loại ảo giác Nhưng Phật sẽ chiếu cố họ Họ ở trong cảnh giới này Mười phương chư Phật nhất định hiện thân thuyết pháp cho họ Khuyên họ nên Dũng mạnh tinh tấn Phải phước quậy song tu Chúng ta ở đây cũng biết được Chư Phật nhất định khuyên họ Cầu sanh tịnh độ Bởi vì đến thế giới cực lạ Gặp Phật A-di-đà Thì không còn nạn này nữa Lỗi lầm này chắc chắn không còn nữa Trên đây là đại luận Và giảng sanh luận chú Đều nói rõ nguyên do Bồ Tát bất thoại nguyện giảng sanh cực lạc à, Hiểu được đạo lý này Quyền đồng giáo đồng Bồ Tát đồng Vẫn đồng còn đi sai đường Đến thế giới cực lạc Vấn đề sẽ không còn nữa Hướng cầu Phật Đạo Hạ quá chúng sanh Ở thế giới cực lạc Chắc chắn được Phật A di đà Gia trì Lúc nào có thể làm được Từ trên lý chúng ta thấy Giảng sanh đến thế giới cực lạc Quý vị gặp được Phật A di đà rồi Quý vị liền được gia trì Lúc đó quý vị liền có thể làm được Giống như Pháp Thân Bồ Tát vậy Muốn dùng thân gì để được độ liền dùng thân đó Đây không phải là ý của bản thân Có ý nghĩ của bản thân thì không được Không có ý nghĩ của bản thân Họ liền có thể vì sao vậy Ý nghĩ của bản thân chúng ta là vọng niệm Là vọng tâm Thứ này chứa ngại Không có ý nghĩ này Quý vị dùng là chân tâm Chân tâm không bị chứa ngại Chân tâm chính là tự tánh Bình đẳng với những điều Chư Phật Như Lai đã chứng Chư Phật Như Lai chứng đắc là thanh thanh tịnh tịnh Những thứ Bồ Tát họ chứng đắc được là mơ mơ hồ hồ Không rõ ràng Đích thực đã chứng đắc Cho nên phải được chư Phật gia trì Đạo lý chính là đây vậy Quý vị giảng sanh đến thế giới cực lạ Gặp được Phật A-di-đà rồi liền được di đà gia trì mọi lúc mọi nơi quý vị sẽ không mê thật đây là bồ tát vì sao phải đến thế giới cực lạc đạo lý chính là đây vậy chúng ta xem tiếp đoạn dưới vô lượng thọ khởi tín luận viết Đây là bản do cư sĩ Bành Tế Thanh viết Hữu Minh Giảng sanh Bồ Tát Bất khả kỳ số Giai thị Như lai nguyện lực sở trì Quang minh sở nhịp 48 nguyện của A Di Đà Phật công đức không thể nghĩ bàn. 48 nguyện khởi lên tác dụng. Chính là hiện nay khoa học chúng ta nói là năng lượng. Phật pháp nói là quang minh. Khoa học nói là năng lượng. Năng lượng này vô cùng lớn. có thể nhíp thọ pháp giới hư không giới tất cả dạng pháp. Dạng sự dạng vật. Cho nên Trí giả đại sư Lâm chung đây đều là thị hiện. Trí giả đại sư là Phật Thích Ca Mâu Ni tái lai. Lúc trí giả đại sư giảng sanh Bảo môn nhân sướng tụng Kinh vô lượng thọ Tức là A-di-đà Phật Tiễn Ngài Giảng Sanh Và đề một quán kinh Nam Mô Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh đây là tên kinh chắp tay tán tụng đây là trí giả đại sư thị hiện lần cuối cùng tứ thập bát nguyện trang nghiêm tịnh đồ hoa trì bảo thọ dị giảng vô nhân Ba câu trước Tán tháng, thế giới cực lạc là... à, Thế giới cực lạc là... Y bảo chánh bạo, trang nghiêm Từ đâu mà có Do công đức 48 nguyện thành tựu được Thành tựu như thế nào Trong kim nói rất rõ ràng Tu hành năm kiếp không có công phu tu hành thì không được hiện nay chúng ta nói công đức giảng kinh hồi hướng có hay không có bản thân việc giảng kinh đã có công đức là nhiếp công đức a di đà phật làm công đức của mình Đây là nơi bản thân người giảng Kim mà nói Từ nơi Phật A-di-đà mà nói Thì sao? Phật là nhích thọ Tất cả công đức của chúng sanh Làm công đức của mình Quang quang tương chiếu Phật quang chiếu đến chúng ta Quang của chúng ta phản xạ lại Chiếu đến Phật là ý nghĩa như vậy nếu như chúng ta giảng kim lại có thể y giáo phụng hành thì công đức này rất lớn nói được mà làm không được không thể nói là không có công đức nhưng không lớn sức lực không đủ nói được mà lại làm được thì công đức này rất lớn hiện tại trong thời đại chúng ta từ trên lý luận mà nói trong lý luận của kinh luận đại thừa trong thế giới hiện tại này những nhà khoa học hàng đầu những báo cáo nghiên cứu của họ chúng ta đối với ý niệm đặc biệt là ý niệm tập thể hóa giải được tai nạn trên thế giới chúng ta không hoài nghi Chúng ta vô cùng khẳng định rằng Chắc chắn có thể làm được Đây là nói trên lý Nói trên sự thì sao Vấn đề rất nhiều Có được mấy người thật sự có tâm thanh tịnh Họ độ bản thân sức lực đã không đủ rồi Thì họ làm sao có thể giúp đỡ người khác Các nhà khoa học nói với chúng ta Người thực sự tâm thanh tịnh Hàng người tu trì có tâm thanh tịnh Họ đến cầu nguyện mới hiệu quả Không phải là người bình thường Hơn 8.000 người Hơn 8.400 người Thì có thể làm cho trái đất không xảy ra thiên tai Đây là gì? Là Công đức ý niệm thanh tịnh của tập thể Có được năng lực lớn như vậy Chúng ta bình tĩnh để suy nghĩ Khoảng một ngàn người cũng không dễ dàng tìm được Hà huống là tám ngàn nói cách khác thiên tai chắc chắn có không thể nào tránh khỏi nhưng có cầu nguyện cũng tốt hơn không cầu nguyện mọi người thật sự cùng nhau đến cầu nguyện Trong Phật Pháp chính là niệm A-di-đà Phật Chứ gì nên biết niệm A-di-đà Phật tức là Họ đang nói cầu nguyện Năng lượng so với sự cầu nguyện của họ Thì thù thắng hơn nhiều Năng lượng niệm Phật này Không có gì sánh bằng Phương pháp tu hành gì cũng không sánh bằng Chúng ta phải tin tưởng Bởi vì một câu danh hiệu Phật này Nó ngưng tụ Tất cả những tinh túy Của thiện pháp Trong khắp pháp giới hư không giới Là thiện ở trong thiện Bảo ở trong thiện Đồng học tịnh tông Rất nhiều người đều không biết Cho nên niệm không phải là không hữu hiệu Hiệu quả không lớn Không rõ ràng Chúng ta vô cùng vô cùng may mắn Gặp được bộ đại kinh này Gặp được chú giải Của hoàng niệm lặng Ông ừ, ấy chú giải bộ cái này Trích dẫn kinh sách 83 bộ Chú giải của tổ sư Đại Đức xưa nay một trăm lẻ một bộ chín bộ Của những tổ sư Đại Đức Nhật Bản Và Hàn Quốc Tổng cộng Tương đồng với chúng ta đã đọc Một trăm chín mươi ba loại kim luận Điều này bản thân đã là Đại công đức vô cùng rồi Chúng ta đọc bộ kinh này Để cho những bộ phim đó gợi ý cho chúng ta Làm cho tánh đức trong tự tánh của chúng ta xuất hiện bởi vì phật nói rất nhiều tất cả chúng sanh vốn là phật tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của như lai nhờ điều này làm cho tự tánh của chúng ta hiển lộ ra công đức này rất lớn đây mới thật sự có thể độ bản thân có thể độ chúng sanh có thể giúp đỡ trái đất quá giải thiên tai Thật sự rõ ràng Thật sự hiểu được Thật sự làm rồi Thật sự đem những lời giáo huấn Nghĩa lý trong kinh điển Thực hiện vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta phương pháp không khó Đang chốt là buông bỏ chúng ta ngày nay phiền phức lớn nhất chính là không buông bỏ được giọng tưởng nhiều quá tạp niệm nhiều quá những giọng tưởng tạp niệm này nhất định phải hiểu được trong tâm thanh tịnh của chúng ta nhất định không có nó từ đâu mà có nó từ thức mạc na mà có thức mạc na hoàn toàn là nhiễm ô gọi là ý nhiễm ô chúng ta hiện nay ý niệm không tốt ý niệm toàn là thức mạc na Chuyển mạc na thức thành Bình đẳng tánh trí thì tốt rồi Mạc na thức vừa chuyển Chính là bình đẳng trong đề kinh này của chúng ta Bình đẳng là chân tánh Bình đẳng đối với tất cả dạng pháp Không có cao thật trong kinh giáo đại thừa nói nhập bất nhị pháp môn dạng pháp quỳ nhật nhất là thanh tịnh bình đẳng chúng ta dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để niệm phật đó chính là nhất niệm tương ưng niệm niệm tương ưng tâm a di đà phật là thanh tịnh bình đẳng gia chúng ta tuy chưa giác ngộ nhưng đã làm đến bình đẳng thanh tịnh chắc chắn khởi tác dụng cảm ứng đạo gia Cho nên Dị giảng vô nhân Đến thế giới cực lạc không khó Chúng ta nói một cách đơn giản về câu nói này Nhất tâm chuyên chú Niệm a di đà Phật Câu trứ quan trọng Nhất tâm chuyên chú Là không có tạp niệm không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu năng lượng của ý niệm này rất lớn rất lớn được các nhà khoa học hiện nay chứng minh rồi ý niệm của nhất tâm chuyên niệm này nhất niệm a di đà phật Có thể thay đổi thế giới Quý vị có thể tin được không? Có thể tin được Một niệm chuyên chú này là chắc chắn giảng sanh nên nói một niệm tương ưng một niệm Phật Niệm niệm tương ưng niệm, niệm niệm Phật lúc quý vị niệm niệm này giảng sanh đến thế giới tây phương cực lạc làm sao không thể thay đổi thế giới làm cho thế giới ta bà của bản thân thay đổi thành thế giới cực lạc một niệm đó thật sự thay đổi thế giới tôi niệm tôi thay đổi quý vị niệm quý vị thay đổi họ niệm họ thay đổi ai niệm người đó thay đổi Nếu như tập thể chúng ta Có được mấy mươi người như vậy Một trăm hai trăm người Cùng nhau niệm Một trăm hai trăm người đã không dễ dàng kiếm rồi Mấy mươi người hoặc giả có thể tìm được Giúp đỡ khu vực của chúng ta trong khu vực này quá giải thiên tai Cho dù thiên tai không thể quá giải Có thể giảm nhẹ đi rất nhiều Động đất cấp 9 có thể trở thành cấp 3 Tức là giảm nhẹ rất nhiều rồi Điều này có thể làm được đối với bản thân đối với người khác công đức lớn không gì bằng nhưng sự việc này đối với phật a di đà đối với thế giới cực lạc thật sự nhận thức rõ ràng họ nhất tâm chuyên chủ mới dễ dàng làm được thật lòng hướng đến Ba câu dưới đây Quả xa tướng hiện Nhất niệm cải hội Thượng đắc dạng sanh Câu này Quả xa tướng hiện Là địa ngục vô dạng Tạo tác nghiệp địa ngục Chắc chắn đọa địa ngục Tướng địa ngục hiện tiện Lúc này quý vị lo sợ Quý vị hốt quả Quý vị nhất niệm cại hội Hối là sang hội Cãi là sửa lỗi làm mới Tôi biết sai rồi Sau này sẽ không làm việc sai nữa Nhất niệm hối cải này Phật sẽ đến tiếp dẫn Quý vị đều có thể giảng sanh Nói rõ trước đây nói dị giảng vô nhân Thế giới cực lạc thật sự dễ dàng đi Tướng địa ngục hiện tiền Tuyệt đại đa số là người tâm thái như thế nào? bị tướng địa ngục làm cho sợ ngất họ còn nghĩ đến việc sửa đổi sao quên mất rồi tướng này làm cho sợ hãi vừa sợ hãi như vậy thì đến địa ngục luôn thật sự nhất niệm hối cải tướng địa ngục hiện tiền không hoảng không sợ họ không lo sợ Biết mình sai rồi Biết được hiện tượng này Ta phải xuống địa ngục rồi Tôi sai rồi Họ phải chắc chắn được chủ ý của mình Trong lúc này họ mới có thể niệm Phật giảng sanh Đây là gì? Niệm cuối cùng Được nói trong 48 nguyện một niệm mười niệm chắc chắn được sanh Môn niệm này cũng được giảng sanh Nếu quý vị hỏi gì sao thì với cực lạc là tự tánh biến hiện Phật A-di-đà cũng là tự tánh biến hiện Chúng sanh Phật không khác đánh tướng nhất như đây là nguyên lý của nó cho nên lời này là thật không giả dạ dối tí nào nhưng lúc lâm chung cảnh giới địa ngục hiện tiện không quản không sợ không bị nó làm cho sợ đó là trí tuệ không phải người thường có thể làm được bản thân chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh đó để nghĩ xem cảnh giới này chúng ta nhìn thấy sẽ như thế nào sẽ bị nó làm cho sợ ngất đi không nếu như bị nó làm cho sợ mất tức là đi rồi đi vào địa ngục rồi Từ đó có thể biết Kinh... Kinh giáo không thể không học. Kinh giáo phải học cho thật thuộc. Lúc cảnh giới hiện tiền chớ lo sợ. Biết được rất rõ ràng bản thân lúc này nên xử lý như thế nào. Không hoảng, không sợ. Buông bỏ dạng duyên nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ kiếp trước đời này đã tạo các loại ác nghiệp không nên nghĩ đến chỉ nghĩ A Di Đà Phật là đúng rồi lúc quý vị nghĩ đến những tội nghiệp đó tội báo liền hiện tiền nên nhớ tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Đặc biệt là một niệm cuối cùng Niệm cuối cùng nghĩ gì thì đi đến nơi đó Một niệm đó thay đổi thế giới của quý vị Thay đổi quý vị đến một cõi nào đó Hiện tại là cõi người Lúc một niệm bất giác liền đi đến cõi súc sanh Đến cõi ngạ quỷ Đến cõi địa ngục đến cõi la sát đều do một miệng cuối cùng hiểu rõ đạo lý này rồi từ nay trở đi những ý niệm bất thiện nhất định phải buông nó xuống Buồn nhưng buông không được Rất nhiều người nói với tôi Con thật sự muốn buông mà buông không được Niệm trước buông rồi niệm sau liền tới lại khởi lên Cứ như vậy mãi Trong kinh dạy cho chúng ta phương pháp này rất hay Phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm Chớ nghĩ đến bản thân Câu đầu tiên Không phải đã dạy quý vị Nhìn thấu thân của mình Nhìn thấu không khó Mà do quý vị chưa hiểu phương pháp Không còn nghĩ thân này là ta nữa Ta khởi tâm đồng niệm nghĩ đến Phật A-di-đà Khởi tâm đồng niệm nghĩ đến thế giới cực lạ. Ngày ngày nghỉ, ngày ngày nghỉ Làm quên đi ý nghĩ về bản thân Tự nhiên không còn nữa Đây là phương pháp rất tốt Phát tâm Bồ Đề những hướng chuyên niệm Phát tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ Giác ngộ thì không vì bản thân Vì bản thân là không giác vì sao vậy? Vì còn gì bản thân? À, niệm, niệm niệm Vì chánh pháp cựu trụ niệm, niệm niệm Cầu sanh thị giới cực lạc Đây là điều quan trọng số một Chánh pháp tự trú Làm một tấm gương tốt cho chúng sanh khổ nạn Đó chính là phát tâm Bồ Đề Đại từ Đại Bi Chúng ta phải làm người tốt cho mọi người thấy Làm một tấm gương tốt Tâm người thế gian Tham sân si mạng Chúng ta thật sự có thể làm được không tham không sân không si không ngạo mạn đây chính là làm gương tốt cho mọi người thấy tức là tự hành quá tha không cần dùng lời nói mà dùng hành động mở rộng tâm lượng Tâm bao thái hư lượng châu xa dự Giống như trời đất Trời cái gì cũng có thể bao Đất cái gì cũng có thể dung Chắc chắn không có bài xích Không có ghét bỏ Học hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức giảng sanh thật sự không khó hưởng giới định quân tu thánh hạnh đạo lực thật bất đường quyên thánh hạnh là học phật Trong cuộc sống hàng ngày nhất định không trái với giới luật đó là thánh hạnh. Giới luật từ đâu mà có? Cuộc sống hàng ngày của Phật Thích Ca Mâu Ni từng chút từng chút ghi chép lại đó là giới luật. Thực hành của Đại Thánh là đạo lực Thắng hạnh là đức Thuận đạo mà hành là đức Đạo chính là tánh đức Đức là tu đức Tánh đức là đạo Nhất định phải thuận theo đạo Đạo chính là quy tắc của đại tự nhiên Dẫn hành của đại tự nhiên Nó diễn hằng bất biến <laughs> Thanh tịnh tịch diệt Chính là điều Huệ Năng Đại Sư từng nói thanh tịnh bình đẳng không sanh không diệt không sanh không diệt là bình đẳng Huệ Năng Đại Sư nói câu đầu tiên là thanh tịnh Câu, câu thứ hai vốn không sanh diệt là bình đẳng Câu, câu thứ ba vốn tự đầy đủ là tánh đức. Tự tánh vốn đã tự có, không phải từ bên ngoài đến. Có cái gì? Bản tánh đầy đủ những gì? Trong kinh Hoa Nghiêm nói: Trí tuệ tánh đức. Thứ nhất là trí tuệ, thứ hai là tánh đức, tức là đức năng. Thứ ba là tướng hào Chúng ta dùng lời hiện tại để nói vốn tự có đủ Trí tuệ là hiện tượng tự nhiên Đức Là hiện tượng tinh thần Tướng hảo Là hiện tượng vật chất Khắp pháp giới hư không giới Giảng sự dạng vật Không tách rời ba loại hiện tượng này Ba loại hiện tượng này Toàn đều bao gồm trong đó Giới tự nhiên, giới tinh thần Giới vật chất đều bao hàm trong đó câu thứ tư vốn không lay động đó là gì nói với chúng ta chân tâm là không dao động dao động không phải là chân tâm vậy ý niệm của chúng ta một ý niệm vừa khởi một ý niệm mất đi liền hiểu được đó là giả không phải là thật chân tâm là bất động chân tâm không có ý niệm Cầu cuối cùng năng sanh dạng Pháp Cái gì có thể sanh dạng Pháp Động liền sanh dạng Pháp Bất động dạng Pháp liền không còn nữa Tỉnh là thể Động là dùng nó Khởi tác dụng Hiện vũ trụ Sanh dạng Pháp Là tự tâm Vũ trụ dạng Pháp Vô lượng vô biên Không lìa tự tâm Toàn là tự tâm Sở sanh sở hiện Cho nên thánh hạnh đạo lực Một đời tu trì Thật bất đường quyên Công đức của quý vị thành tựu rồi Đường quyên là thuộc ngữ thời nhà đường Tức là công phu vô ích Không có thành tựu Thật bất đường quyên tức là chân thật sẽ không mất đi, sẽ không uổng phí, thành tựu chân thực. Đoạn văn này, đại sư trí giả lúc làm chung nói, từ bốn mươi tám nguyện đến thật bất đường quyên, đây là ghi chép thật chân tướng sự thật nói xong xưng danh tam bảo an nhiên mà đi cuối cùng nói mấy câu này đại sư giảng sanh rồi ngài sanh đến thế giới cực lạc lúc ngài làm chung niệm a di đà phật giảng sanh pháp môn ngài tu là y theo thập lục quán kinh mà tu Đại sư trí giả Trong giảng sanh truyện có ngài Trong tịnh độ thánh hiền lục cũng có ngài Tổ sư trong tông thiên thai Niệm Phật giảng sanh thế giới cực lạc Có lẽ đúng là bắt đầu từ ngài cho nên Tông Thiên Thai Tổ sư đời này qua đời khác Cuối cùng đều niệm Phật giảng sanh tịnh độ Năm xưa ở Hồng Kông Pháp sư Đàm Hư Tông Thiên thầy Niệm Phật giảng sanh tịnh độ Đời đường sư Pháp Chiếu Lên núi Ngũ Đài Đại Thánh Trúc Lâm Tự Gặp hai vị Đại Bồ Tát Giang Thù Phổ Hiền Hỏi về vấn đề Cố yếu tu hành Bồ Tát gian Thù nói Trong các pháp môn tu hành Không gì bằng niệm Phật Ta trong đời quá khứ Nhờ niệm Phật mà đắt nhất thiết dụng trí Cho nên tất cả các pháp bát nhã ba la mật đa Thẩm thâm thiền định cho đến chư Phật Chánh biến tri hải Đều từ niệm Phật mà sanh Câu chuyện này Tôi nghĩ rất nhiều đồng tu Đều đã biết Sư Pháp Diệu vốn là người tu thiền Ngài lên núi Ngũ Đại Ở trên núi Ngài gặp được một ngôi chùa vàng ngọc Quy hoàng trang nghiêm vô tỷ. Nhìn thấy tấm hoành phi bên ngoài Tên là Đại Thánh Trúc Lâm Tử Ngài liền đi vào Bên trong đang giảng kinh thuyết Pháp Bồ Tát Giang Thù Bồ Tát Phổ Hiền Ngài ngồi xuống nghe kinh Sau khi nghe xong Liên thịnh giáo với Bồ Tát Hỏi thời kỳ mạt Pháp Chúng sanh căng tanh Không bằng người ngày xưa Tu pháp môn gì để có thể thành tựu à, Bồ Tát Giang Thù liền nói với Ngài Tu pháp môn niệm Phật à, Bồ Tát Giang Thù nói Tù Trong thằng. các pháp tu hành Tám wow. dạng bốn ngàn pháp môn Pháp môn vô lượng Đều không bằng niệm Phật Bản thân Bồ Tát nói Ta trong kiếp quá khứ Nhờ niệm Phật mà đắc nhất thiết chủng trí Nhất thiết chủng trí là thành Phật rồi Trí tuệ Phật chứng được gọi là nhất thiết chủng trí Trí tuệ thanh văn đạt được là Nhất thiết trí A-la-hán và Bích Chi Phật đạt được là dân thiết tri Biết tổng tương Pháp Bồ Tát chứng đắc Được gọi là Đạo Chủng tri A-la-hán, Bích Chi Phật Trí tuệ của họ Biết được tổng tướng Của tất cả các Pháp Tượng sai biệt của tất cả các Pháp Họ không biết được Tổng tướng là gì? Tổng tướng là không Phật thường nói Giang Pháp dai không Tất cả Pháp hữu gì Như mộng huyễn bọt nước Đây là điều A-la-hán Bích Chi Phật chứng đắc được Cho nên họ có thể không chấp tướng Nhưng Tất cả những tướng này Tượng sai biệt này Vì sao lại có nhiều sai khác như vậy Là do nhân duyên gì mà sinh ra như vậy Những gì A-la-hán này không hiểu Bồ-tát hiểu Bồ-tát biết được tậm tướng Cũng biết được biệt tướng Cho nên trí tuệ Bồ-tát vượt qua A-la-hán Nhưng Bồ Tát Những tướng sai biệt này và tổng tướng Chưa được viên mạng Phật chứng đắc nhất thiết chủng trí Nhất thiết trí Và đạo chủng trí là một không phải hai Đây là Phật chứng đắc cho nên nhất thiết chủng trí Chính là Phật trí Đắc nhất thiết chủng trí Tức là thành Phật rồi Trong kinh Hoa Nghiêm nói Sơ trụ trở lên liền chứng đắc Vậy nên tất cả các Pháp Bác Nhã Ba La Mật Đa trong kim giao tất cả các pháp cuối cùng đều quy về bát nhã ba la mật đà phật thích ca mâu ni vì chúng ta mà nói sáu trăm quyển đại bát nhã ba la mật đà kinh trong đại tạng kinh đó là một bộ kinh lớn nhất sáu trăm quyển Thẩm thâm thiền định Đây là hạnh môn Bác Nhã Ba La Mật Đa Đây là giải môn Hạnh giải tương ứng Nãi chỉ chư Phật Chánh biến tri hải Thành Phật rồi Phật chứng đắc được là rốt ráo viên mạng Vô sợ bất tri Vô sợ bất năng Những thứ này Đều từ niệm Phật mà sanh ra Pháp môn niệm Phật không thể nghĩ bài Thông thường người ta chỉ biết được tham thiền Có thể đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tâm Họ không biết được Niệm Phật Đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tâm Còn dễ dàng hơn tham thiền Không tin tưởng Có thể tìm hai người đến làm thí nghiệm Một người chuyên môn tham thiện Một người chuyên môn niệm Phật Xem người nào khai ngộ trước Niệm Phật đại triệt đại ngộ Giảng sanh thị giới Tây Phương cực lạ Sanh cõi thật báo trang nghiệm Chưa khai ngộ cũng có thể giảng sanh Tu các pháp môn khác Nếu chưa khai ngộ thì không thể giảng sanh Vẫn còn làm việc lục đạo luân hồi Không ra khỏi lục đạo được Niệm Phật thì sao? Chỉ cần chịu niệm Phật Đoạn trước nói Tướng xe lửa hiện Một miệng hối cải Con được giảng sanh Quý vị liền biết được pháp môn này không thể nghĩ bàn Tạo tác tội nghiệp địa ngục Lúc làm chung hối cải trở lại cũng có thể giảng sanh à, Sanh đến thị giới là... cực lạ Tuy ở cõi phạm thánh đồng cư Nhưng trí tuệ thần thông đạo lực không khác mấy so với Bồ Tát Ở cõi thật bằng Đây là điều không thể tưởng tượng được Cho nên gọi nó là Pháp khó tin Ý nghĩa là ở đây vậy Thật sự khó tin Sư Pháp Chiếu Hỏi Bồ Tát Giang Thụ Nên niệm thế nào? Niệm Phật phải niệm cách nào? Bồ Tát Giang Thù nói Thế giới này Phương Tây có Phật A-di-đà Nguyện lực của vị Phật này Không thể nghĩ bàn Người nên niệm tiếp Đừng để gián đoạn Đến lúc lâm chung nhất định giảng sanh Bồ Tát Giang Thù dạy sư phương pháp niệm Phật Có tiết tấu Có âm điệu Bồ Tát Giang Thù truyền cho sư sư liền truyền ra à, cho nên sau khi đời núi ngũ đài đạo tràng của sư liền đề xướng niệm phật gọi là ngũ hội niệm phật cách niệm phật này thật truyền rồi năm đầu của dân quốc có một vị Pháp Sư Tên tôi không còn nhớ nữa Ông biên tập một khúc nhạc Về ngũ hội niệm Phật Sướng lên nghe rất hay Tôi tìm người hiểu về âm nhạc Chúng tôi có một Pháp Sư xuất gia Ông học về âm nhạc Ông ấy sướng nó lên cũng lập thành một lớp nhỏ Sau khi sướng lên rồi Ghi âm thành một băng ghi âm Tôi nghe rồi Lúc đó là nghe băng ghi âm Tôi nghe rồi Đây không phải Đây nhất định không phải là Bồ Tát Giang Thù truyền lại Vì sao vậy? Nó giống như âm nhạc vậy Sướng lên nghe rất hay Tuy có điểm tốt là Tiếp dẫn người sơ cơ rất tốt Nhưng không thể nhiếp tâm Quý vị nếu như nghe đến điều này Tâm liền thanh tịnh Có thể nhíp tâm mới được Thứ này là không thể nhíp tâm Nghe ra thì rất hay Có thể biểu diễn trên sân khấu Có thể trồng thiện căn cho mọi người Rất hiếm có Ngũ hội niệm Phật đã thất truyền rồi Sư Pháp Chiếu Là tổ sư đời thứ tư Của Tông Tịnh Độ chúng ta Chúng ta ở đây có tượng của tổ sư Đại sư Pháp Chiếu Cho nên Người đương thời xưng Ngài là ngũ hội Pháp Sư Pháp Sư ngũ hội niệm Phật Ngày ngài rời chùa đại thánh, thánh trúc lâm suốt trên đường đi làm ký hiệu lại sợ lạc mất đường, đường đi lần sau đến nữa quay đầu lại nhìn chùa không còn nữa chùa không còn thấy nữa mới biết được đây là có duyên với bồ tát nên thị hiện cho ngài thấy gian thù đích thực là trú tại núi ngũ đài chỉ người hữu duyên mới có thể thấy được ngài Người không có duyên nhìn không thấy Cõi phàm thánh đồng cư Nga mi là nơi của Bồ Tát Phổ Hiền Cửu Hoa là Bồ Tát Địa Tạng Phổ Đà là Bồ Tát Quán Thế Âm Là đạo tràng Bồ Tát Tu Học Nhị Đại Bồ Tát Nhân giữ thọ ký gian thù phổ hiện thọ ký cho họ Quý vị dùng niệm Phật Không thể nghĩ bàn Rốt rào chứng đắc Vô thường gian Đây là thọ ký đối với họ Nếu thiện nam thiện nữ Nguyện nhanh chóng xuất ly Thì phải niệm Phật Thiện nam tử, thiện nữ nhân Ở đây đã nói ra tiêu chuẩn rồi Làm thế nào mới có thể gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân? Ít nhất phải thực hành thập thiện nghiệp đạo Cũng chính là Phương thứ nhất trong tình nghiệp tam phước hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng từ tâm bậc ra tu thập thiện nghiệp đây là tiêu chuẩn của thiện nam tử thiện nữ nhân có điều kiện này rồi mới có thể học phật mới có thể tiếp thu Tam quy ngụ giới Điều thứ hai nói Thọ trì tam quy Cụ túc chung giới Bất phạm uy nghi Quý vị mới có thể nhập Phật môn Bất luận là tại gia hay xuất gia Đều có thể Thế là chúng ta liền hiểu được Học Phật nên bắt đầu học từ đâu bắt đầu học từ điều thứ nhất trong tình nghiệp tam phước những lời giáo huấn của đức phật hơn một nửa ở trong kinh điển tiểu thừa trung quốc vào nửa đời đường trở về sau cổ sư đại đức đề xướng văn hóa truyền thống tức là nho và đạo dùng nho đạo để thay thế cho tiểu thừa vì vậy chúng ta trong nhiều năm như vậy đề xướng đệ tử quy cảm ứng thiên tức căn cứ theo những lời giáo huấn này để làm Hiểu thân tôn sư Thực tiễn nơi đệ tử quy Từ tâm bất sát Thực tiễn nơi cảm ứng thiên Sau đó Lại tu thập thiện nghiệp Sẽ rất dễ dàng Nếu như không có cơ sở trước đó Thập thiện nghiệp sẽ khó cho nên chúng ta thường nghĩ Vì sao cổ nhân có thể làm được Người hiện tại làm không được Quý đề minh đầu thời dân quốc Tuy Luân lý đạo đức truyền thống trong xã hội Người bình thường không coi trọng nhưng người y giáo phụng hành vẫn rất nhiều vào thời chúng tôi lúc nhỏ sống ở nông thôn nông thôn vô cùng coi trọng điều này cho nên thời đó xã hội vẫn còn tương đối ổn định tên người được coi trọng người thường đều giữ chữ tín không có lừa gạt người vậy là nói lời giữ lời nhưng sau khi kháng chiến thắng lợi phong khí này dần dần bị nhạt nhòa nhanh chóng bị mất đi hiện nay trong xã hội hiện tại không dễ dàng nhìn thấy nữa Chúng ta Có lý do tin tưởng Chư Phật Bồ Tát Từ bi vô tận Hiện tại xã hội động loạn Thiên tài liên miên Đây đều là tâm hành bất hiện, chiêu cảm nên Bồ Tát có ở thế gian không? Chắc chắn có Chúng ta tin tưởng Phật Bồ Tát Có thân phận vô lượng Quá thân Ở khắp nơi Giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này chúng sanh không bị. Nếu như chúng ta tâm địa bình tĩnh, có tâm cảm ơn, có tâm chân thành cung kính, quý vị liền có thể cảm nhận được. Chúng sanh Tạo tội ác cực trọng Khổ báo trong ba đường ác Họ không thể không chịu Vì sao vậy? Chỉ có bản thân họ phải chịu Họ mới giác ngộ được Họ mới có thể tỉnh ngộ trở lại Bản thân họ nếu như không thể đích thân thọ khổ báo này Họ không tỉnh lại được Luôn cho rằng họ là đúng Không chịu nhận sai Không chịu hối cải Không chịu quay đầu Đó cũng là đã hết cách rồi chúng tôi từng tại các buổi giảng chia sẻ với quý vị đồng tu ba đường thiện là nơi tiêu phước bao quý vị tu phước nhất định có phước bao ba đường ác là nơi tiêu tội bao Quý vị tạo những tội nặng Quả báo này nhất định phải tiêu mực Cho nên tác dụng của ba đường thiện Và ba đường ác là bình đẳng Không có sai bị Có người Nếu như đều lìa được hai bên thiện ác quý vị sẽ ra khỏi lục đạo luân hồi. người trong lục đạo luân hồi làm những gì, không có gì khác, là quý vị xem cho rõ, đều là oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp không ngừng không dứt mãi diễn kịch như vậy. con người thật sự giác ngộ rồi không làm nữa, đến đây mà thôi. chắc chắn họ sẽ cầu ra khỏi phương pháp xuất ly thuận tiện nhất, phương pháp ổn định nhất, phương pháp nhanh nhất, tức là giảng sanh thế giới cực lạc, thân cận Phật A Di Đà, đây là chân tướng sự thật. cho nên câu cuối cùng rất hay, nhược thiện nam nữ Nguyện tật xuất ly Ra khỏi lục đạo luân hồi Nên phải niệm Phật Công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn Nhất định phải nhất tâm chuyên niệm Trong tâm thật có ngoài a di đà phật ra không để một thứ gì trong tâm nữa điểm này quan trọng dưới đây nêu một ví dụ pháp sư huệ nhật phiêu bạc dược biển đến thiền trục đến nước chiền đà la đây là do từ đường biển đến ấn độ ngày xưa từ trung quốc đến ấn độ bằng hai con đường phía bắc là đi qua rừng rậm tức là con đường tơ lụa từ bên đó đến ấn độ một con đường khác cũng tương đối ngắn là đi thuyền từ quảng đông xuất phát đến ấn độ Ngài đến nước Kiền Đà La Nơi này hiện nay Có lẽ là dùng đất phía Đông Bắc Ấn Độ Núi lớn ở Đông Bắc Có tượng quan âm Pháp Sư Huệ Nhật Đến nơi này rồi Bảy ngày khấu đầu Lại ngừng việc ăn uống Đến đoạn thọ mạng Cầu cảm ứng Đoạn thực Bảy ngày không ăn Không ăn không ngủ lại đến ngày thứ bảy Cảm ưng hiện tiền Bỗng thì quan âm hiện thân tử kim Ngồi tòa hoa sen Đưa tay xoa đầu nói Người muốn truyền Pháp Tự lợi lợi tha Chỉ niệm A-di-đà Phật Ở thế giới Tây Phương cực lạc bồ tát quan âm dạy pháp sư huệ nhật pháp sư xuất gia phát nguyện truyền pháp lời sanh tâm địa chân thành không phải chân thành không có cảm ứng chân thành đến cực điểm phật bồ tát liền đến thấy được tướng quán thế âm bồ tát đoàn tướng này vô cùng hy hữu quá khứ pháp sư thánh nhất lúc còn tài thế Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là Năm 1977 Hơn 30 năm trước Ngài nói với tôi Tức 2-3 năm trước Còn chưa khai mở Ngài đến nuôi Phổ Đài đi triều bái bồ tát quán âm hai vị pháp sư hồng kông thêm một vị pháp sư ở đại lục đi theo ngài đến động triều âm bồ tát quán âm thường hiện thân ở trong động đó họ lấy hơn nửa tiếng đồng hồ thấy được rồi Chỉ nhìn thấy tướng Bồ Tát không thuyết pháp cho họ Không nói chuyện với họ Ba người đều nhìn thấy Nhưng ba người thấy tướng khác nhau Pháp Sư Thánh Nhất thì Bồ Tát Quán Âm Thân Kim Sắc Đội mũ tỳ lưng Ngồi trên đài sen Ông nhìn thấy tướng như vậy Vị thứ hai cũng là người Hồng Kông Họ đi cùng với nhau Ông nhìn thấy quan âm áo trắng Là đứng Trên tay cầm tên bình dương liệu đứng như vậy Vị Pháp Sư người đại lục cũng rất khá Cũng nhìn thấy rồi Nhìn thấy là tứ người tỳ kheo xuất gia Đều nhìn thấy rồi Ba người sau khi rời đi Vừa nói với nhau Nhìn thấy không giống nhau Bồ Tát Tùy tâm chúng sanh Mà ứng sở tri lượng Tướng Bồ Tát từ đầu đến Là cảm ứng Rất đúng Bồ Tát nhất định không có phân biệt chập trước Không những không có phân biệt chập trước Họ không khởi tâm động niệm Hoàn toàn là cảm ứng pháp sư huệ nhật nhìn thấy đó là cảm ứng thù thắng vô cùng bồ tát còn nói chuyện với ngài vậy ngài phật a di đà ở thế giới cực lạ có thể thấy pháp môn tịnh độ hơn hẳn các hạnh khác Hiện tại chúng ta sinh vào thời đại này Cảm ứng rất nhiều Chúng ta tổng kết Các phương diện truyền lại Những tin tức này Tin tức cảm ứng Chính là niệm Phật Hơn nữa còn truyền một câu nói Ngoài Pháp môn niệm Phật ra những pháp môn khác đều không kịp nữa Ý nghĩa của câu này rất sâu sắc Đó chính là nói rõ pháp môn niệm Phật Công lực của nó Dựa qua tất cả pháp môn Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Đều không thể sánh bằng pháp môn niệm Phật ý nghĩa này và trước đây vào thời đại càng long pháp sư từ dân quán đảnh từng nói hoàn toàn giống nhau pháp sư ở trong quán vô lượng thọ phật kim trực giải chú giải này là pháp sư này gì? trong đó có nói nếu như chúng ta phạm có trọng tội sám pháp kinh điển như thế nào cũng đều vô ích tội này quá nặng sám trừ không hết cuối cùng vẫn còn một phương pháp là niệm phật cầu sanh tịnh độ có thể tiêu tội nghiệp cực trọng Ý nghĩa này tương đồng à, Niệm lão ở đây có tổng kết Pháp môn tịnh độ hơn hẳn các hành khác Như vô lượng thọ luận của Bồ Tát Thiên Thân Khởi tín luận của Bồ Tát Mã Minh Thập nghi luận của Đại sư Trí Giả Cho đến các đại đức như Vĩnh Minh, Thiên Như, Sở Thạch, Liên Trị Tất cả những trước tác Không có tác phẩm nào Không ân cần tan thang Khuyên giảng sanh Tây Phương Chắc chắn không có việc lừa dối thế nhân Chúng ta nên tin tưởng Những vị Bồ Tát Tổ sư Đại Đức này Không phải là người phạm Chúng ta phải tin tưởng Phải y theo Những lời giáo huấn này Mà chăm chỉ nỗ lực Dưới đầy nói tha huống ngã đẳng sanh đương tượng quý Chúng ta sanh vào thời kỳ mạt Pháp Pháp nhựa ma cường Chúng ta gặp phải chính là sự việc này Phật Pháp yếu đến cực điểm Thật sự học Phật Thì không còn chỗ để đứng nữa học phật khổ hơn bất cứ thứ gì không có quyết tâm kiên định quý vị sẽ đi đến đường cùng quý vị có đầu hàng với mai không rất nhiều rất nhiều Độc lực tu hành Khởi vô thác lộ Không có ai biết được Bất luận tu pháp môn nào Đi đến đường rẽ Rẽ vào đường tà Đây là điều chắc chắn Không kỳ lạ tí nào Nếu lại lưỡng lự không tin Luyện tiếc trần lao như con thiêu thân đâm đầu vào lửa Như cá gặp cạn Đây là nói tai nạn Hiện nay chắc chắn không thể do dự Không quyết định lưỡng lự không tin chính là do dự không quy tham luyến trần lao trần lao chính là thế gian này thân tình thế gian danh lợi thế gian ngũ dục lục trần chắc chắn không thể tham luyến Hai câu dưới đây là nói về Ngu si không có trí tuệ Thiêu thân vào lửa Cá lội vào bãi cá Không trở lại được Tức là vào con đường chết Sở dĩ Tăng bất cơ thời Đại khổ tùy hậu Đại khổ này là tam độ Tham sân si mạng Nếu như không đoạn Tình chấp không thể buông xuống Bất luận tu pháp môn nào Đều không có hiệu quả Nghi các mảnh tỉnh Mạc biển tha cầu Ngày nay muốn giác ngộ phải quay đầu Chuyên tâm niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Quý vị đã đúng rồi Con đường này nhất định giống như Trong kinh đã nói Không khó Chỉ cần thực sự phát tâm Trong kinh nói rất rõ Phát bồ đề tâm Nhất hướng chuyên niệm tâm bồ đề nói đơn giản ngẫu đại sư nói tâm thật sự cầu giảng sanh tịnh độ chính là tâm bồ đề vô thường tôi suốt đời này cái gì cũng không cần cái gì cũng không cầu nữa chỉ cầu giảng sanh thế giới cực lạ tất cả những thứ khác đều buông xuống không có gì không thành tựu hơn nữa thành tựu rất nhanh đây là sự thật chúng ta trong đời này tận mắt thấy được không ít người vậy còn không tin sao trên đây tần chấn tông đã hết kinh này chánh tông phân đến đoạn này chúng ta đã học xong rồi phần sau là phần lưu thông phần lưu thông có sáu phẩm phần tựa có ba phẩm đây là phái đầu của đại kinh tuy phân lượng không nhiều nó và kinh hoa nghiêm kinh pháp hoa là cùng một loại Hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật